Và đây món đầu tiên mì cá viên tươi thủ công ha, làm thủ công giá 49.000 đồng. Đây là loại mì khô các bạn nha, mấy bạn có thể chọn mì ướt, ý mình nói là mì nước á. Đó, cái phần cá viên ở đó kìa, cá viên thấy là 2 4 5 viên. Và đây là món cuối cùng, bánh bao kim sa được 2 cái ha, chứ không phải là 3 cái. Rồi để mình bẻ nó ra cho bạn xem có cái độ kim sa có tan chảy không. Rồi ăn thôi, nhìn đã mắt quá. Mình ăn hết nửa cái các bạn, thấy nó là ngon các bạn ơi. Cái phần bánh bao kim sa này ngon, từ cái vỏ bánh cho đến cái phần kim sa. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 2 giờ trưa ngày 13 tháng 12 năm 2019 và mình đang có mặt ở trên đường 3 tháng 2 quận 11. Trưa hôm nay phải nói là hơi đau đầu các bạn. Lý do là hôm qua mình ăn buffet tôm hùm ở khách sạn 5 sao Pullman Sài Gòn Center về. Thì mình thức tới khoảng độ 3 giờ sáng để làm cái video. Nguyên nhân là bởi vì ở trong khách sạn họ mở nhạc đó, cho nên mình về nhà mình phải ghép nhạc vào, ghép khoảng độ chục cái video ngắn, rồi sau đó ghép thành video lớn, video tổng thể đó, cho nên mất rất nhiều thời gian và mạng chậm nữa, khoảng 3 giờ sáng mới xong. Rồi chúng ta quay lại chủ đề chính ha. Cũng tối hôm qua trong lúc mình ngồi mình ghép video thì mình thấy anh Trương Cẩm Cường anh đăng một cái bài nói về một tiệm điểm tâm mới, trong đó thì mình thấy những cái hình rất là đẹp. Tiệm điểm tâm này đẹp ở chỗ là cái kiến trúc của họ và cái trang trí, nó theo kiểu là gợi nhớ về cái không gian của không gian kiến trúc Quảng Đông đó, không phải theo kiểu sang trọng mà nó dạng như cổ cổ cũ cũ, và mình thấy những bức hình đó mình khá là thích. Rồi mình cũng thấy khá nhiều món ngon nữa, do đó hôm nay mình quyết định mình đến cái tiệm điểm tâm đó. Và tiệm điểm tâm đó có tên là dậu dậu tiểm xin, dậu tiểm xin các bạn, nằm ở số 120 Hà Tôn Quyền ha. Thực ra thì nó nằm ngay bên phía tay trái mình đây, đường Hà Tôn Quyền đây. Mình sẽ chạy lên hướng bên trên, quẹo đầu lại để vào đường Hà Tôn Quyền ha. Đây là một tiệm điểm tâm mới và mình hy vọng là nó ngon, bởi vì nó mở cửa từ 6 giờ sáng tới khoảng độ như 11 giờ tối đó, cho nên nếu mà nó ngon thì đây sẽ là một nơi rất là tốt để chúng ta có thể đi ăn điểm tâm bất kỳ lúc nào. Rồi chúng ta cùng đi, thu âm hơi ồn chút xíu các bạn nha, ở ngoài đường. Đây mình hướng camera về hướng của Hà Tôn Quyền nè các bạn đó, còn ngoài đây chính là đường 3 tháng 2. Rồi chúng ta định vị rõ con đường ha, rồi chúng ta đi thôi. Và đây là nhà hàng Dậu Tiển Xin ở số 120 Hà Tôn Quyền. Thực tế mình thấy tại đây là một nhà hàng nhỏ thôi, mời các bạn nhìn lên. Anh chủ của nhà hàng này nói chung cũng rất là trẻ và là người Hoa. Trang trí ở phần đầu này khá là bắt mắt. Rồi, chúng ta bước lên tầng 1 nha. Và đây là tầng 1 ha. Không gian trang trí khá là đẹp, tuy nhiên để những cái này ở đây thì nó sẽ làm giảm đi cái giá trị của cái không gian đó. Mình nghĩ là mấy em này phải dọn dẹp cái chỗ này đi chỗ khác. Ở đây mình lên tầng 2. Chủ
chúng ta cùng nhìn xuống đường Hà Tùng Quyền. À, và đây là phần thực đơn của dậu tiểm xin các bạn. Dậu ở đây có nghĩa là thằng dậu ha, là bạn bè ha. Tiểm xin ở đây có nghĩa là có chút xíu giờ tươi mới, không biết dịch như thế nào nữa. Rồi, chúng ta xem phần thực đơn. Món đầu tiên là bánh bao trứng sữa chiên 45.000 đồng. Và ở đây họ không có tính VAT, cũng không có tính phí phục vụ các bạn nha. Giá này mình cảm thấy là tụi nó là mềm trong phân khúc của các nhà hàng điểm tâm. Món thứ hai, bánh bao kim sa 43.000 đồng luôn. Món thứ ba, há cảo thủy tinh 49.000 đồng. Thứ tư chính là xíu mại tôm thịt trứng tôm 49.000 đồng. Món thứ năm, bánh bao trứng sữa 43.000 đồng. Món thứ sáu, chân gà hấp tàu xì 43.000. Món thứ bảy, sò điệp cảo 49.000 đồng. Món thứ tám là bánh bao xá xíu 43.000 đồng ha. Thứ chín là sườn non hấp tàu xì 43.000 đồng. Món thứ 10, bánh cuốn đậu hũ kia tôm tươi 65.000 đồng. Món 11 mình thường ăn nè, đậu hũ kia chiên tôm tươi 49.000 đồng. 12 là bánh củ cải chiên trứng 43.000. Món 13, bánh cuốn tôm Hồng Kông 55.000 đồng. À quên, món 14, sủi cảo tôm chiên 49.000 đồng. Món 15, bánh cuốn xá xíu 49.000 đồng. Và món này sắp ra thôi, xo gà tạm bủ 43.000 đồng, hiện tại chưa có nha, đây là coming soon thôi. Và đây là chuyển sang tới thực đơn mì ha. Món số 1 là mì bò kho 59.000 đồng. Món số 2 là mì heo phi lê kim sa 59.000 đồng. Món thứ 3, mì gà phi lê kim sa 59.000. Món thứ 4, mì chân gà đông cô hầm tương thượng hạng 59.000. Thứ 5 là mì hoành thánh ha, 59.000 đồng. Món thứ 6 sắp có thôi, mì cá bóng mú phi lê 99.000 đồng. Món này hơi lạ với mình nè. Số 7 là mì sủi cảo hoành thánh xá xíu đặc biệt 89.000. Số 8, mì xá xíu 59.000 đồng. Và đây là món số 9 mà chủ tiệm khen nè, tự mình khen ha. Mì cá viên tươi thủ công 49.000 đồng, mình sẽ gọi món này. Và mình sẽ lấy cái phần khô. Rồi. Món số 10, mì đùi gà hầm nước tương thượng hạng 69.000 đồng. Các món sắp có thôi, mì tôm cảo viên 69, mì thịt cảo viên 49, sủi cảo 55, hoành thánh 55. Tiếp tục một số món khác. Mì hải sản bào ngư đặc biệt 189.000. Cái cô này có người Việt, có nói tiếng Hoa với mấy người Trung Quốc, lộ ồn quá trời ồn luôn nha. Mì thập cẩm 59.000 đồng. Đó. Mì tam bủ viên cá tôm thịt heo 69.000. À, mì sủi cảo đây nè, 59.000 ha. Mì hải sản 69.000. Rồi, tạm thời là vậy nha. Mình sẽ ăn chút xíu rồi sau đó sẽ ghi tiếp phần thực đơn các bạn xem. Và đây, món đầu tiên, mì cá viên tươi thủ công ha, làm thủ công. Giá 49.000 đồng. Đây là loại mì khô các bạn nha, mấy bạn có thể chọn mì ướt. Ý mình nói là mì nước á. Đó, cái phần cá viên ở đó kìa.
cá viên thấy là 2, 4, 5 viên. Và đây là chén nước súp nè. Cọng mì này chưa ăn thì mình cảm thấy nó khá là nhỏ, mỏng. Không biết mấy bạn có tự làm hay không nữa. Rồi ăn thử nha. Ở đây có sa tế và phần ớt. Đó, nước giấm, nước tương. Cọng mì ở đây phải nói là khá là nhỏ thì mình mới ăn được khoảng độ 2 cấp. Thì có hỏi anh chủ, anh nói là cái phần mì này anh đang mua bên ngoài các bạn. Nó có một đặc điểm thế này, cái phần xốp trộn vô có cái độ đậm đà. Nó nghiêng về cái độ mặn đó nha. Mặn mặn. Nói chung ăn cũng được lắm. Tuy nhiên nó có một cái điểm chỗ là cái mì này cũng rất giống như các tiệm mì khác. Nó có một cái độ nhẫn do cái sử dụng cái nước cho đó. Nói chung mì khô đại đa số mình ăn đều bị hết á. Rất nhiều tiệm đều bị cái điểm mà điểm nhẫn này. Tuy nhiên cũng có 2-3 tiệm họ làm rất là tốt mảng này là không có bị cái đường nhẫn. Nhẫn có nghĩa là nó hơi bị nghiêng về chút xíu vậy, nó cảm giác nó đắng đắng á. Đó. Cải rồi mỡ hành. Cái phần tép mỡ ăn cũng được. Nhưng mà nó không có đạt được cái độ cái bản nó to hơn, nó béo hơn nó sẽ ngon hơn. Rồi các em. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần chả cá. Cái cá viên này nè. Mình đã ăn 2 viên cá viên và cảm nhận của mình là ngon. Đầu tiên là nó có cái độ xốp. Xốp dẻo, nó rất là đã. Đưa vào miệng cảm thấy nó ngon bạn. Nó nghiêng về cái độ đậm đà mặn mặn nha. Và chấm cái phần tương ớt sẽ ngon, cay. Ở đây mình cảm nhận là cái bạn chủ này và cái đầu bếp ở đây nghiêng về cái độ đậm đà và cái độ mặn hơn là cái độ ngọt. Đó. Riêng cái phần nước súp này mình đã uống thử bột mổm thì có vị nó ngọt thanh đó bạn. Nói chung là ngọt dịu á. Ăn cái phần bị khô húp cái chén nước lèo này thì mình cảm thấy là ok, ngon. Không hẳn đó là xuất sắc nhưng mà cái phần cá viên phải nói là mình thích cái phần cá viên. Riêng cái phần ớt này mình cảm thấy thất bại. Thất bại là tại sao? Là bởi vì nó không đạt được cái độ giòn, không đạt được cái độ chua, không đạt được tới cái độ tổng thể vừa cay vừa giòn vừa chua đó các bạn. Ở đây nó bị hơi bị nhũng ra chút xíu và cái vị chua nó cũng không tới, có cảm giác vậy. Mình nghĩ một là ăn ớt tươi, ớt sắc ớt tươi, hai là cái phần này phải làm sao cho nó giòn cay và chua chua ngọt ngọt thì mới thành công. Rồi mình ăn hết cái dĩa mì cá viên này, sau đó thì sẽ gọi món khác nha. Mình đã ăn xong cái phần mì cá viên tươi ha. Mình gọi thêm hai món nữa là há cảo và xíu mại. Trong lúc đợi họ lên món thì mình sẽ ghi hình tiếp. Đây là về các món bún nè, bún gạo ha. Đầu tiên số 1, bún hải sản XO đặc biệt. Bún hải sản XO đặc biệt ha, 169.000. Đây, nhìn khá là bắt mắt. Món thứ hai là món sắp đến thôi, sắp ra đó. Bún cá bóng mú filê XO, 99.000 đồng. Món thứ ba là bún tam bảo XO, 79.000 đồng. Món thứ tư sắp có trên thực đơn thôi, bún cá uyên ương filê XO, 69.000 đồng. Món thứ năm bún nghêu XO ha, 59.000 đồng. Món thứ sáu bún sò điệp XO, 59.000. Món số 7, bún ngao hai còi, 79.000 đồng. Món số 8, bún cá filet XO, 59.000 đồng. Và tiếp theo là một số món khai vị ha. Món đầu tiên nè, gà chiên tứ xuyên, 69.000 đồng. Món thứ hai này sắp có thôi, nhưng mà mình không hiểu. Cánh gà nước miếng Hồng Kông, 59.000 đồng, kỳ vậy ta, cái tên. Món thứ ba, uyên ương dùng thịt, 49.000 đồng. Món thứ tư, đậu hũ bót dùng thịt, 45.000 đồng. Món thứ năm, đậu hũ kim sa chiên giòn, 59.000 đồng. Thứ sáu là hoành thánh dầu ớt Hồng Kông, 59.000 đồng. Thứ bảy là phù trúc dồn thịt, 45.000 đồng.
Có vẻ là chủ quán khá chịu đầu tư về cái phần thực đơn, và hiện tại có một số món món chính sắp ra thực đơn đấy các bạn, rất là nhiều. Mấy món này là dự kiến thôi ha. Cá điêu hồng, nấm tươi nấu hoa điêu. Cá chim trắng, nấm tươi nấu hoa điêu. Những cái món này là chuẩn bị có thôi các bạn nha. Thôi, món há cạo đã đến, mình ăn đây. Và đây là 4 viên há cạo các bạn. Giá như là 49 hay 55 ngàn đồng gì đó, mình quên rồi. Mình đã ăn hết một viên há cạo và đây là cái viên thứ hai nè, mình tách nó ra mấy bạn xem nè, bên trong đó. Cái phần vỏ áo nói chung là cũng tương đối là mỏng mềm, mịn ha. Và bên trong là cái phần tôm, nói chung là tôm dai, cũng khá là ngọt thịt, mình thấy là tôm tươi các bạn. Món này ngon. Chấm với cái phần nước giấm hoặc nước tương và chung thêm chút xíu cái phần sa tế cay cay, ăn ngon các bạn. 4 viên với cái giá này mình cảm thấy là ổn. Ở mức độ của một cái quán, một nhà hàng nhỏ. Ở đây không thấy tương ớt nha. Và hiện tại phần thức uống là chỉ có xá xị hoặc là cái phần nước ngọt hoặc nước suối thôi, chứ chưa thấy thực đơn vị trà. Và mình xin tương ớt ha, có tương ớt nè. Họ sử dụng là Jolly Max, nói chung thương hiệu này có tiếng. Chấm tương ớt ăn cũng ngon, nhưng mà mình thích cái phần chấm với nước chấm và nước tương và cái phần sa tế. Và đây món thứ ba đã đến, xíu mại tôm thịt trứng cua. Món này và món há cảo mình xác nhận lại nha, có giá 49 ngàn đồng nha. Cái là ở đây đầu tiên mình thấy là họ có cho kỷ tử trên cái phần xíu mại này. Đó, cái màu cam cam nữa đó, kỷ tử. Rồi, mình ăn thôi cũng được 4 viên ha. Ở đây là phần xíu mại tôm thịt trứng tôm nha. Hồi nãy mày biết mình có nói cua không nữa. Rồi, mình ăn thôi. Nhưng cái phần trứng tôm anh không thấy ta. Bên trong hả? Mình đã ăn hết một viên xíu mại và đây là viên thứ hai nè. Đó. Mình bẻ ra mấy bạn xem. Đầu tiên mình nói nó là ngon. Ngon chỗ nào là cái phần thịt tôm, cái phần thịt heo, mình cảm thấy là quết chung nhau, có một cái độ dai và ngọt thịt. Cái phần trứng tôm rất là khó, không nhìn thấy mà cũng cảm nhận được. Cái phần kỹ tử ở đây họ sử dụng là kỹ tử ngọt nha, kỹ tử ngọt. Cái lớp hoành tánh cuộn bên ngoài mềm. Ok, món này mình thấy đạt. Đạt, nhưng mà cái phần trứng tôm không thấy đâu hết. Thời tiết và đây là món thứ ba ha, đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên. À, cận cảnh các bạn, sốt mayonnaise. Rồi ăn thử một miếng thôi. Mình đã ăn hết hai cái miếng đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên ha. Đầu tiên là về hình thức là đẹp và nó hơi lạ nữa, họ tạo thành một cái góc như tam giác vậy đó, trong khi đại đa số các chỗ khác thì họ tạo thành hình chữ nhật, xong rồi họ sắc ra theo kiểu dạng như cắt ngang. Về cái phần đậu hũ kỳ đây, chiên giòn ngon, bám vào cái phần tôm nó không có bị vỡ bụng ra. Phần tôm tươi, sốt mayonnaise ăn béo béo ngọt ngọt, chút xíu chua chua. Tuy nhiên cái phần tôm ở đây họ sử dụng, mình cảm nhận là trong một cái phần đậu hũ kỳ này là như khoảng độ hơn một con tôm mà, cho nên nó sẽ không đạt được cái độ gọi là cái độ bao phủ hết toàn bộ cái đậu hũ kỳ. Về cái món này mình cảm nhận là cái tiệm của Đông Quán họ sử dụng tôm rất là nhiều, nó phủ hết toàn bộ luôn, cho nên ăn rất là đã miệng. Ở đây hình như chưa được hơn một con tôm thì phải. Bây giờ mình sẽ bẻ nó ra nha bạn nha, bẻ nó ra bên trong cho các bạn xem. Nó bị hẹp hai đầu. Đây mình bẻ nó ra nè, đó, chính xác là được khoảng độ một con tôm các bạn ơi. Rồi ăn hết đây. Và đây là món cuối cùng, bánh bao kim sa. Được hai cái ha, chứ không phải là ba cái.
Rồi, để mình bẻ nó ra cho bạn xem coi cái độ kim sa có tan chảy không. Đúng là nó giống như nó chảy ra vậy các bạn. Ở mức độ nó cũng sền sệt nha. Rồi, ăn thôi. Nhìn đã mắt quá. Mình ăn hết nửa cái các bạn, thấy nó là ngon các bạn ơi. Cái phần bánh bao kim sa này ngon. Từ cái vỏ bánh cho đến cái phần kim sa chảy ra. Ở trong đây cái độ ngọt vừa phải. Và cái mùi thơm nữa. Nghe rõ cái mùi như cái mùi mùi trứng á. Cái phần lòng đỏ trứng á. Mình thích cái phần bánh bao kim sa này. Giờ đây là khoảng độ 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều đó, các bạn thấy không? Mình đến đây khoảng độ 2 giờ rưỡi, ngồi tới 5 giờ chiều để ghi hình. Có những lúc phải nói là ghi hình rất là cực các bạn. Ở tầng 2 này có máy lạnh ha, có quạt ha, tuy nhiên lên tầng 3 trên kia thì không có máy lạnh mà nó là không gian mở nha các bạn. Để anh chị ảnh buổi trưa hơi nóng. Mình nghĩ cái đó là thích hợp cho buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn tới buổi tối. Mình đã ăn xong cái phần điểm tâm ở tiệm dậu Tiễn Xin và sau đây là nhận xét tổng thể cuối cùng của mình. Đầu tiên là về vấn đề giá ha. Trong khung giá từ 49 tới 55 ngàn đồng thì đây là một mức giá khá là mềm. Mình phải nói là giá cạnh tranh đó, ngay cả so sánh với nhà hàng Phủ Long Quán mà mình rất là thích. Điểm thứ hai mình thích là ở chỗ trang trí, thiết kế chút xíu gì đó cổ cổ, thanh nhã, nói chung là rất là đậm cái không gian kiến trúc người Hoa. Điểm thứ ba mình thích chính là con người. Nói chung là chủ quán, cái chủ nhà hàng rất là thân thiện. Nhân viên phục vụ thì cũng ok, tuy nhiên đôi khi mấy em đó hơi ồn chút xíu. Cần phải training thêm về cái mảng nhân viên. Và sau đây là những món mình thích. Đầu tiên món mình thích chính là xíu mại tôm. Chính xác là xíu mại tôm các bạn. Cái phần đó ngon. Rồi bánh bao kim sa mình cũng thích. Phần há cảo tôm tươi ngon. Cái phần đậu hũ kỳ của tôm chiên thì như mình đã phân tích ha, nó hơi mỏng chút xíu, hơi thiếu cái lượng tôm phía trong. Cái món đầu tiên và cũng là cái món cuối cùng mình nhận xét chính là cái món mì khô trộn với lại ăn với cá viên tươi ha. Thì phần đó chỉ có phần cá viên là mình thích, còn cái cọng mì thì hơi nhẫn nhẫn. Sẽ có người thích ăn loại mì nhẫn đó, nhưng mà mình thì mình không thích lắm. Mình nghĩ là mình sẽ có thời gian để trở lại thêm cái tiệm này để khám phá thêm một số món khác nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. 5 giờ 30 chiều, mình ghi âm ngoài đường ở đây hơi ồn chút xíu các bạn nha. Âm thanh thật. Đường xá Sài Gòn 3 tháng 2.